Trước kia tôi là một đứa trẻ con, tôi thấy ở cửa sau rạp hát có một tấm bảng trắng kẻ chữ đen. Trên ấy viết rằng tôi cứ nhìn mãi nhìn mê, tôi đến thuộc lòng từng chữ. Cấm ngặt người lạ vào hậu trường. Tôi tự hỏi không biết trong ấy có những gì thơm ngon hay những gì quyền bí. Có những bạn trẻ đang tìm hiểu về cải lương, cho nên em nghĩ là em cần phải chia sẻ nhiều hơn để cho các bạn biết cải lương là như thế nào. Em này có một cái tố chất về nghệ thuật cải lương tuồng cổ. Nắng rất là đặc biệt. Cao, dáng người mảnh khảnh. Người đàn ông chăm chất lượt cài. Mọi thứ nhìn lạ, cái cách mặc đồ á. Mình phải lập dị thì mình phải khác người ta thì mình mới nổi bật. 7 tiếng đồng giờ đó thầy. 7 tiếng đồng giờ. Nồi chơi thì kìa, chơi từ từ. Quần áo lè lè. Thằng này xéo sắc quá mày ơi. Nhìn kỳ cục quá, trẻ gì làm được gì. Nhìn kỳ kỳ á, nữ không nữ, nam không nam. Bằng ai mà bày đặt làm. Lố quá. Một mình em làm, ok, em vẫn làm được. Không cần, em vẫn có thể chống đỡ được. Khỏi lo. Tôi sẽ dựng vở Quyền Trân cho hay đến nỗi cậu phải nổ con mắt ra cho mà xem. Không, cô sẽ không cho gì bất kỳ một cái nào cũng sẽ không biết.